Thưa quý vị, vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ 70 quốc gia, hai sinh viên Việt Nam là Dương Việt Anh và Bùi Đình Duy vừa được xướng tên ở vị trí top 4 và top 10 cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới. Và đây là năm thứ ba liên tiếp đội tuyển Việt Nam ghi tên mình vào bảng thành tích cao tại đấu trường thiết kế sáng tạo thế giới. Cụ thể, năm nay Dương Việt Anh, cựu học sinh trường cơ sở trung phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội ở vị trí top 4 thế giới, còn Bùi Đình Duy, cựu sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội thuộc top 10. Cuộc thi năm nay vừa diễn ra ngày 17 tháng 11, được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới là cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho học sinh sinh viên ở độ tuổi từ 13 đến 22 tuổi với quy mô toàn cầu và thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham gia mỗi năm.